Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự học.cc. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với lập trình Android bằng Kotlin bài số 7. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử logic và toán tử tiền tố hậu tố, prefix, postfix. Phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu về toán tử logic. Ở đây chúng ta sẽ có 3 toán tử logic cơ bản: phép và, phép hoặc và phép phủ định. Thì các cái ký hiệu này nó rất giống các cái ngôn ngữ lập trình khác thông thường. Tuy nhiên trong Kotlin thì nó cung cấp cho các bạn một lựa chọn nữa là chúng ta sử dụng phương thức. Nó cũng giống như cái phần trước chúng ta học là có phương thức, đúng không ạ? Thì ở đây phép và thì chúng ta có thể sử dụng, một là sử dụng hai cái dấu và này bằng cách là ấn hai lần phím Shift và số 7 thì sẽ ra dấu và, đúng không? Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng phương thức là a.nb. Nó kiểm tra xem là cái điều kiện a và điều kiện b. Nếu mà trường hợp là cả hai điều kiện, các bạn lưu ý nhé, phép và tức là cả hai điều kiện đúng thì kết quả mới là đúng. Đó. Chỉ cần một trong hai thằng là false thôi, là sai thôi. Các bạn nhìn này, một là thằng x false, hai là thằng y false thì kết quả đều trả về là false. Lưu ý phép và là gì? Cả hai thằng phải cùng đúng thì nó mới đúng. Được chưa? Phép hoặc thì chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức là a.ob, tức là điều kiện A hoặc điều kiện B. Và phép hoặc thì chỉ cần một thằng đúng thôi thì kết quả trả về sẽ là true. Các bạn để ý này, x true này, y false thì trả về true, đúng không ạ? X false, y true, tức là chỉ cần một thằng đúng thôi là trả về true rồi. Đấy. Nó chỉ sai khi cả hai đều sai. Đây phép hoặc, được chưa? Còn phép phủ định thì nó đảo ngược giá trị. Giả sử như thằng x đang là true mà chúng ta dùng chấm than x, tức là đảo ngược giá trị, thì nó thành false. Đổi trắng thay đen đấy, đúng không ạ? Thằng x đang là false thì các bạn phủ định nó thì tất nhiên bằng true rồi, đúng không? Chúng ta sẽ đi làm ví dụ nhé. Các bạn mở trình soạn thảo lên. Các bạn nhấn chuột phải vào src này, chọn new này. Sau đó chọn phần Kotlin class file. Và chuyển sang file. Hôm nay học bài 7. Chúng ta gõ main A vào này, ấn tab này. Bây giờ các bạn khai báo một số, ví dụ va y bằng 7. Đấy, chúng ta lại khai báo tắt, nó sẽ tự động nhận là kiểu nguyên, đúng không? Thì mình nhắc đi nhắc lại cái này để các bạn nhớ thôi. Bây giờ chúng ta kiểm tra điều kiện này, kiểm tra xem là cái số y này nó có thỏa mãn đồng thời hai điều kiện là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10 hay không. Thì chúng ta dùng print line này. Y lớn hơn 0 và phép và là các bạn sử dụng hai dấu và, ấn shift vào số 7 này. Đấy, ra một số và này, ấn shift số 7 lần nữa này. Đó, y lớn 0 và y nhỏ hơn 10. Cái này thì điều kiện các bạn đọc như nào thì các bạn ghi y xì như thế thôi. Y lớn 0 và y nhỏ hơn 10. Kiểm tra điều kiện này, nếu đúng thì nó trả về là true, đúng không? Run này. Các bạn thấy là y chúng ta bằng 7, lớn 0 và nhỏ hơn 10, đúng không? Đúng điều kiện này, đúng không? Thì nó sẽ trả về là true. Bạn đợi một chút nó bui xong thì nó sẽ ra kết quả. Các bạn thấy là kết quả nó trả về true, bởi vì 7 là thỏa mãn điều kiện lớn 0 và nhỏ hơn 10. Chúng ta sang phép hoặc này. Print line. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem thằng này có phải nó lớn 0 hoặc nhỏ hơn 10 hay không. Y lớn 0 hoặc y nhỏ hơn 10. Đó. Chỉ cần là một trong hai điều kiện này đúng thì nó trả về là true, đúng chưa? Run này. Các bạn thấy nó trả về true không? Giả sử như bây giờ các bạn để thằng này nó là 100 đi. Các bạn thấy rõ ràng là 100 không nhỏ hơn 10, đúng chưa? Nhưng 100 lại thỏa mãn điều kiện nó lớn hơn 0. Và chỉ cần thỏa mãn một điều kiện thôi thì kết quả chúng ta đã là true rồi, đúng không? Nhìn này, đó, các bạn thấy true không? Thằng dưới này là chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện hoặc là rất nhiều điều kiện thôi. Trong trường hợp các bạn có nhiều điều kiện thì các bạn có thể là thêm một cái hoặc nữa ở đây, đó, thêm rất nhiều điều kiện đằng sau nó. Chỉ cần thỏa mãn một trong tất cả các điều kiện này thì biểu thức điều kiện sẽ trả về là true. Còn bên trên này và cũng thế. Nếu các bạn có nhiều điều kiện và thì các bạn cứ và nó ở đây, điều kiện A, B, C gì đó đằng sau đít nữa này nữa, đúng không? Thì phải thỏa mãn tất cả các điều kiện thì nó mới trả về là true, được chưa? Các bạn để ý này, 100
rõ ràng không nhỏ hơn 10 nhưng 100 thỏa mãn điều kiện lớn không, cho nên biểu thức trả về là true. Phép phủ định này là phép đảo. Giả sử như cái thằng này các bạn thấy là kết quả đang là true. Bây giờ các bạn mà đảo thằng này lại thì nó sẽ trả về là false. Các bạn ấn Ctrl D nhá. Copy ra một dòng nữa này. Bây giờ chúng ta đảo lại toàn thằng này đi. Các bạn thêm một cái mở ngoặc. Đóng ngoặc vào đây. Và đảo toàn bộ cụm này. Tức là phủ định lại toàn bộ cái cụm này. Thì kết quả chúng ta trả về là false. Phép phủ định chúng ta dùng cái dấu chấm than nhá. Ấn Shift vào số 1 đấy. Các bạn thấy không? Thằng trên này là true nhưng khi các bạn đảo lại thì nó là false. Đây là cách 1 chúng ta sử dụng các cái phím ký hiệu là và hoặc và phủ định. Cách thứ hai trong Kotlin là chúng ta sử dụng phương thức. Ở đây mình đã sử dụng phương thức này. Thì nó cũng trả về tương tự kết quả mà khi mà chúng ta sử dụng cái dấu ký hiệu này. Hai cách như nhau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng từng thằng một này. Đầu tiên là thằng và trước. Đấy thì trong Kotlin chúng ta dùng phương thức gì? A, N, B đúng không? A tức là điều kiện A. Điều kiện A của chúng ta chính là thằng y lớn hơn 0 này này. Chúng ta gõ dần dần này. Điều kiện A là điều kiện y lớn hơn 0 và đúng không? Thì các bạn dùng là chấm N và y nhỏ hơn 10. Y nhỏ hơn 10. Nó chỉ thay đổi cách viết thôi. Còn về cơ bản là hai thằng này kết quả giống nhau nhá. Thấy không? Y lớn 0 và thì chúng ta dùng ký hiệu như thế này. Còn nếu dùng phương thức thì chúng ta phải gõ là y lớn 0 chấm n. Đoạn này. Thì bạn thấy là nó sẽ vẫn trả về là false. Giống kết quả thằng trên cùng này. Thấy không? False này. False này. Tiếp theo là dòng thứ hai là phép hoặc. Hoặc thì chúng ta dùng chấm o. Ctrl D thải ra nhá. Thay vì chấm n thì bây giờ chúng ta dùng chấm o. Đoạn này. Thì nó cũng sẽ trả về là chu giống thằng dòng số 2 ở đây. Thấy không? Chu này. Chu giống nhau. Còn thằng cuối cùng sẽ trả về là false, đúng không? Thằng cuối cùng chính là thằng phép phủ định. Ở bên chúng ta phủ định nó thôi. Ctrl D xuống này. Các bạn để cái dấu chấm than ở đây để chúng ta phủ định lại cái phép hoặc ở bên trên. Run này. Thì thằng này đang là true thì sẽ phải trả về là false, đúng chưa? Phủ định của thằng true sẽ là false. Đó. Thì các bạn chú ý là chúng ta có hai cách dùng, một là dùng cái dấu, hai là dùng phương thức. Phần số 2 chúng ta tìm hiểu về toán tử tiền tố hậu tố. Thì ở đây chúng ta có hai toán tử cộng cộng và toán tử trừ trừ. Dùng cộng cộng để chúng ta tăng giá trị lên 1 và dùng trừ trừ để giảm giá trị đi 1. Giả sử như ban đầu chúng ta có A bằng 1 thì khi các bạn ấn A cộng cộng thì nó sẽ trả về kết quả là A bằng 2. Nếu A bằng 1 với toán tử trừ thì A trừ trừ nó giảm giá trị đi 1, lúc này A sẽ bằng 0. Đó. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sử dụng cái này rất là nhiều. Trong các cái vòng lặp mà chúng ta muốn tăng cái biến lên 1 thì chúng ta thường sử dụng là A cộng cộng hoặc là giảm đi 1, thường sử dụng A trừ trừ. Thì sau này các bạn dùng vòng for các bạn sẽ gặp lại cái này khá là nhiều. Ngoài ra trong Kotlin thì nó có thể sử dụng phương thức. Nó cũng giống như cái phần trước chúng ta học. Kotlin nó luôn cung cấp cho các bạn thêm một cái lựa chọn nữa để cách chúng ta sử dụng bằng phương thức. Thì nếu tăng thì chúng ta dùng A.in và giảm thì chúng ta dùng A.dec. Thì có một cái lưu ý nhỏ là thằng in này này và thằng dec này này nó không thay đổi giá trị nội tại của biến mà phải lưu sang một biến khác. Cụ thể như thế nào? Bây giờ các bạn sẽ mở trình soạn thảo lên, chúng ta thử nhá. Các bạn tạo bài mới, chúng ta nhấn chuột phải vào src new Kotlin class file file 77.1. Gõ vào là mena tab. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo một cái biến là va x bằng 99. Chúng ta lại khai báo tắt và nó sẽ tự động nhận kiểu này là kiểu nguyên. Ctrl D này. Sửa thành biến y này. Y bằng 10. Ctrl D phát nữa này, sửa thành biến Z này. Z bằng 77. Ctrl D cái nữa này, sửa thành biến T. T bằng 88. Để chúng ta khai báo bốn số như này. Sau đó chúng ta thử dùng là x cộng cộng trước. Tức là tăng lên một đơn vị. Bây giờ các bạn xuất ra này, print line này. Mở kép x bằng. Cách ra cho đẹp tí này, trong cộng với x. Để chúng ta xuất biến x. Sau khi chúng ta tăng lên một giá trị, xem x bằng bao nhiêu. Lưu ý là x ban đầu bằng 99. Sau đó chúng ta sử dụng x cộng cộng để tăng lên một đơn vị thì x bằng 100. Được chưa? Ctrl D ra cái nữa này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng toán tử là y trừ trừ. Tức là chúng ta giảm giá trị của y đi 1. Y ban đầu bằng 10. Bây giờ chúng ta giảm giá trị đi 1 thì y phải bằng
bằng 9. Chúng ta xuất y ra để kiểm tra này. Đó, các bạn thấy y bằng 9 không? Bởi chúng ta giảm đến một đơn vị mà. Ngoài hai cách viết là chúng ta sử dụng là cộng cộng trừ trừ đằng sau đít như này. Chúng ta có thể sử dụng cộng cộng ở phía trước. Giả sử như các bạn ghi cộng cộng z, tức là nó cũng hiểu là tăng giá trị của z lên 1. Ctrl D này. Ở đây sẽ là z này. Z này. Run này. Các bạn thấy z ban đầu bằng 77 thì sau khi các bạn tăng lên 1 nó bằng 78. Tương tự với toán tử trừ trừ cũng vậy. Có thể viết trừ trừ t như thế này để chúng ta giảm giá trị của t đi 1. T ban đầu bằng 88 thì t lúc sau sẽ bằng 87. T này cộng với t này. Run. Đó, các bạn thấy không? T bằng 87 này. Như vậy chúng ta có hai cách viết x cộng cộng hoặc là cộng cộng x đều được. Ở đây chúng ta có một cái lưu ý nhỏ, đó là nếu như các bạn đặt cái dấu cộng cộng và trừ trừ viết đằng sau biến như thế này thì người ta gọi là postfix. Còn nếu như các bạn viết đằng trước biến là cộng cộng trừ trừ rồi mới đến biến thì gọi là prefix. Nếu như ở phép toán vừa nãy chúng ta để đơn lẻ là a cộng cộng hoặc là cộng cộng a thì kết quả chúng ta cho ra là giống nhau. Tuy nhiên trong trường hợp mà biểu thức của các bạn phức tạp thì nó sẽ tuân theo quy tắc như sau. Thứ nhất là nó ưu tiên tính thằng prefix trước. Sau đó đến bước 2 nó tính các phép toán còn lại. Bước 3 thì nó gán giá trị cho biến ở bên trái dấu bằng. Và sau đó thì nó mới tính đến thằng postfix. Như vậy cái thằng postfix là cái thằng đằng sau cùng nó tính đến. Các bạn nhìn ví dụ phía dưới này. Đầu tiên là chúng ta khai báo một cái biến x bằng 1 và biến y bằng 2. Bây giờ bài toán chúng ta phải là tính được cái biến z bằng x cộng cộng trừ đi cộng cộng y và cộng thêm 1. Đó. Thông thường thì nếu như các bạn tính thẳng tuột ra ấy, các bạn thấy là x cộng cộng này thì các bạn tăng biến x lên 1 đúng không? X cộng cộng thì là 1 cộng 1 bằng 2 thì ra 2 đây đúng không? Sau đó chúng ta đặt dấu trừ vào này, sau đó đến cộng cộng y này, tức là tăng biến y lên 1 thì có phải là 2 tăng lên 1 bằng 3 không? Là 2 trừ 3. Sau đó chúng ta cộng thêm 1 nữa thì là 2 trừ 3 và cộng 1. Lúc này chúng ta tính thì nó bằng 0. Và như vậy đây là một phép tính sai. Nó phải tuân theo cái quy tắc này để nó tính toán. Thì đầu tiên là nó tính thằng prefix trước. Thằng prefix tức là cái thằng viết đằng trước biến này này. Đó, thì gọi nhìn ở trong cái thằng z này, thằng nào thằng prefix? À, thằng cộng cộng y đúng không? Như vậy đầu tiên là nó tính thằng cộng cộng y trước. Step 1 này, tính cộng cộng y thì suy ra y bằng y cộng 1, y bằng 2 thì cộng 1 là bằng 3. Đến bước thứ hai là nó tính các phép toán còn lại. Thì các bạn thấy là nó tính là lúc này chúng ta có x bằng 1 này, y bằng 3 này, thì suy ra phép toán còn lại sẽ là 1 này, 1 này, được chưa? 1 giữ nguyên nhé, thằng x nhé, thằng x giữ nguyên. 1 trừ 3 cộng 1 thì lúc này bằng trừ 1. Bước thứ 3 là nó gán cái số trừ 1 này này cho bên trái dấu bằng, tức là z lúc này bằng trừ 1. Sau khi bước 3 xong rồi thì nó mới tính đến thằng postfix. Postfix tức là thằng viết phía sau biến này này, được chưa? Là x cộng cộng. Lúc này thì x mới nhận giá trị là x cộng cộng và x bằng 2. Đó. Như vậy cuối cùng kết quả là chúng ta được giá trị z bằng trừ 1 và x bằng 2. Thì các bạn thấy là khác hẳn so với cái thằng này chúng ta tính, đúng chưa? Z bằng 0 mất, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ mở soạn thảo lên để chúng ta cốt thử. Chúng ta ôn lại cái phần bình luận này bằng cách là các bạn bôi đen toàn bộ phần mà các bạn muốn đặt làm comment. Ấn Ctrl và dấu sược. Cái dấu sược nó nằm ở bàn phím phụ cạnh dấu sao ấy. Chúng ta thỉnh thoảng cứ nhắc lại kiến thức cũ cho các bạn nhớ thôi. Chưa? À, ở đây chúng ta sẽ khai báo này. Giả sử như chúng ta có biến x và x bằng 1. Ctrl D ra này. Và y bằng 2. À, bên ta phải tính z. Và z bằng x cộng cộng này. Trừ đi cộng cộng y. Và cộng thêm 1. Được chưa? Ở đây chúng ta có hết cả postfix và prefix. Để các bạn xem cái biểu thức phức tạp. Bây giờ chúng ta sẽ print thằng x xem nó bằng bao nhiêu. X bằng này cộng x. Ctrl D ra cái nữa. Z bằng cộng z. Để xem nó có trả về kết quả đúng là z bằng trừ 1 và x bằng 2 không nhé. Run này. Còn cái phần giải thích thì mình đã nói chi tiết rồi. Ở đây chúng ta run thử thôi. Các bạn thấy x bằng 2 và z bằng trừ 1 không?
đúng như chúng ta tính toán. Còn nếu các bạn bê nguyên si vào thì bị sai mất, đúng không ạ? Chúng ta có, nếu chúng ta bê nguyên si là 1 cộng cộng lên thì là 2 ở đây này, 2 trừ đi 3 và cộng 1 thì nó bằng 0. Các bạn lưu ý cái này nhé, chúng ta phải thực hiện cái này và chúng ta phải nhìn lại cái phần tính toán của nó để hiểu bằng được cái cách mà nó tính toán khi chúng ta sử dụng biểu thức phức tạp. Sang phần 3, chúng ta học về ưu tiên toán tử. Thì trong Kotlin nó cũng có cái thứ tự ưu tiên các cái toán tử trong cái biểu thức phức tạp. Tuy nhiên là các bạn tham khảo thôi. Bởi vì là chúng ta chả dạy gì mà chúng ta viết một cái biểu thức dài ngoằng, sau đó thì chúng ta phải kiểm tra lại xem là nó ưu tiên cái gì trước. Thay vì thế thì chúng ta giống toán học thông thường, chúng ta sẽ sử dụng ngoặc đơn để chúng ta thể hiện ưu tiên, để chúng ta nhìn, chúng ta đọc code nó dễ hơn. Sau này chúng ta debug, gỡ lỗi thì nó cũng dễ hơn. Như vậy là bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức để các bạn tiện ôn tập. Chúc các bạn có những giây phút học tập vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.